Xin chào quý vị và các bạn. Sau 2 ngày mưa dông thì tới hôm nay mưa đã giảm ở miền Bắc. Hôm nay nắng lên từ sớm, dự báo mức nhiệt cao nhất trưa chiều trên toàn khu vực là từ 28 đến 31 độ. Tuy nhiên đến chiều tối trời lại chuyển lạnh nhanh chóng. Tối và đêm nay nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19 đến 22 độ, vùng núi thấp hơn từ 1 đến 3 độ. Với thời tiết thay đổi trong ngày, quý vị cần lưu ý trang phục để bảo vệ sức khỏe. Cùng chung xu thế thời tiết đó, thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho tới 31 độ. Tuy có nắng nhiều nhưng cảm giác lạnh vẫn duy trì. Thời tiết tạnh giáo ủng hộ hơn cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi của người dân trong ngày thứ bảy cuối tuần. Thấp nhất đêm nay chỉ khoảng 20 đến 21 độ. Với khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa to do ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp và nhiễu động gió đông ở trên cao. Sang đến 2 ngày tới, các hình thế gây mưa tạm thời suy yếu, mưa giảm nhanh, chỉ còn ở mức độ rải rác tại khu vực Trung Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất toàn khu vực không nơi nào vượt quá ngưỡng 31 độ. Thành phố biển Đà Nẵng trong hôm nay, những cơn mưa rào vẫn tiếp tục xảy ra vào khoảng sáng sớm, chiều tối và đêm. Vào ban ngày trời còn nắng gián đoạn, nhiệt độ ban trưa khoảng từ 30 cho tới 31 độ. Tối và đêm nhiệt độ hạ về còn 26 độ. Đến với phía Nam, tại đây trời nắng vào ban ngày với nhiệt độ từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác do tác động của xoáy nhiễu từ phía Nam dịch chuyển lên. Bởi vậy, mưa chủ yếu xảy ra tại khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Người dân các khu vực này cần cảnh giác với sấm sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Với thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay nhiều mây, có lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 32 độ. Mưa có khả năng xuất hiện từ chiều. Thấp nhất đêm nay hạ về còn 25-26 độ, thời tiết vô cùng mát mẻ. Theo là bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.